Riley Bailey, nhà phân tích tại tổ chức ISW, Mỹ, nhận định tên lửa ATACMS có tầm tấn công 165 km mà Washington viện trợ cho Ukraine đang làm khó Nga, khiến một trong những chiến thuật Moscow áp dụng trong thời gian qua trở nên ít hiệu quả hơn. Loại vũ khí này cho phép Ukraine tấn công ở khoảng cách xa, tiếp cận các mục tiêu có giá trị cao như kho vũ khí, thiết bị, đạn dược. Ukraine tuyên bố đã sử dụng ATACMS trong các cuộc tấn công vào hai sân bay trên lãnh thổ do Nga kiểm soát hồi đầu tháng này, phá hủy các kho đạn và trực thăng của Nga, cũng như làm hư hại các sân bay. Theo chuyên gia Bailey, ATACMS có lợi thế quan trọng so với các loại vũ khí tầm xa khác mà Ukraine đang sở hữu như tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp, cũng như Rocket SIMARS của Mỹ. Lợi thế đó là ATACMS có 950 quả đạn trùm bên trong và chúng sẽ bung ra khi tên lửa được khai hỏa. Phiên bản ATACMS này có khả năng gây ra phá hủy trên diện rộng. Đặc điểm này giúp Ukraine hóa giải chiến thuật của Nga trước đó nhằm đối phó với các vụ tấn công tầm xa của Kiev, theo chuyên gia Bailey. Theo ông, trước khi SIMARS xuất hiện vào tháng 6 năm ngoái, Nga thường tập trung các thiết bị quân sự vào một khu vực. Tuy nhiên, để đối phó với SIMARS, Nga đã rút ra bài học và phân tán các vũ khí, khí tài ra một khu vực rộng hơn, để làm giảm hiệu quả tàn phá của rocket Mỹ cấp cho Ukraine. Ông Bailey nói, các lực lượng Ukraine đã có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các kho đạn bằng SIMARS với sức tàn phá rất lớn và buộc Bộ Chỉ huy Nga phải phân tán các kho đạn. Mục tiêu của Nga là tránh cho một cuộc tấn công bằng SIMARS của Ukraine, gây ra quá nhiều thiệt hại nếu Moscow không đánh chặn được rocket. Tuy nhiên, với gần 1.000 quả đạn trùm trong ATACMS, Ukraine lúc này có thể tập kích các thiết bị, vũ khí của đối phương nằm cách xa nhau, với phạm vi phá hủy rộng hơn hẳn. Trước đây, với SIMARS hay Storm Shadow, Ukraine sẽ tấn công theo kiểu một chọi một, tức là một quả tên lửa sẽ hướng tới phá hủy một mục tiêu Nga. Tuy nhiên, với ATACMS mang đạn trùm, một quả tên lửa có khả năng phá hủy nhiều mục tiêu giá trị. Ví dụ, Ukraine tuần trước tuyên bố đã làm hỏng 9 trực thăng quân sự của Nga trong một vụ tấn công hai căn cứ quân sự. Ông Bailey cho rằng các chỉ huy Nga hiện gặp phải một vấn đề mới cần thích nghi và có thể thấy đây là thách thức lớn hơn so với thời điểm SIMARS xuất hiện. Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết ATACMS đã đánh dấu một chương mới của cuộc chiến này và có nghĩa là không còn nơi nào an toàn hơn cho quân đội Nga ở Ukraine. Ông Bailey cho biết một trong những phương án Nga có thể lựa chọn là tiếp tục phân tán vũ khí, khí tài, kho đạn xa nhau hơn nữa. Điều này mang lại những hạn chế lớn, gây ra gánh nặng hậu cần cho Moscow. Máy bay phải rút về sâu hơn so với tiền tuyến, cũng ảnh hưởng tới thời gian mà chúng có thể được điều động để làm nhiệm vụ chiến đấu. Dù ATACMS hiệu quả, nhưng các nguồn tin nói rằng Mỹ mới chỉ chuyển cho Ukraine 20 quả. Chuyên gia Philippe O'Brien từ Đại học St Andrew, Anh, nhận định số lượng này quá ít, gián tiếp giúp Nga có thời gian để phản ứng và thích nghi, cũng như tìm cách đánh chặn được ATACMS. Theo ông O'Brien, Ukraine lẽ ra phải nhận được đủ số tên lửa để phá hủy tất cả các sân bay ở khu vực Moscow kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga bắn hạ hai tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất hôm 24 tháng 10. Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, phòng không Nga đã đánh chặn hai tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ sản xuất, một tên lửa đất đối không S-200 được chuyển đổi để tấn công các mục tiêu mặt đất, hai tên lửa tác chiến điện tử HAM và hai tên lửa phóng loạt SIMARS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 25 tháng 10. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga còn bắn rơi hai máy bay MiG-29 của Ukraine, một máy bay tấn công Su-25 và một máy bay huấn luyện L-39. Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev sẽ thường xuyên nhận được tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp. Kiev từng nhiều lần yêu cầu Mỹ viện trợ hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS, nhấn mạnh loại vũ khí này có thể thay đổi tiến trình cuộc xung đột hiện nay với Nga. ATACMS có nhiều phiên bản khác nhau với tầm bắn từ 160 km đến 350 km. Phiên bản ATACMS mà Mỹ chuyển cho Ukraine có tầm bắn khoảng 160 km, xa hơn gấp đôi so với số vũ khí mà Mỹ đã gửi trước đó. Chính quyền Mỹ từng lưỡng lự khi viện trợ ATACMS cho Ukraine do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột. Các quan chức Nga chỉ trích gay gắt động thái của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Moscow có các phương tiện để đánh chặn ATACMS và việc chuyển giao này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của các hoạt động quân sự đặc biệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi động thái của Mỹ là sai lầm, sẽ tạo thêm mối đe dọa. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố quân đội Nga
sẽ đẩy lùi ATACMS và các loại vũ khí này sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.